Chào các bạn. Tuần rồi cô không có làm video nào luôn á. Rồi bây giờ thì mình sắp xếp được thời gian để làm video cho các bạn đây. Chúng ta cùng giải bài tập tiếng Hàn tổng hợp trong cấp 3 bài người do hẹn du lịch các bạn nhé. Đó là từ và các biểu hiện của từ. Rồi bài 1 nha. 다음 여행지 사진을 보고 어떤 것인지 보기에 뭐, 보기에서 찾아주십시오. 보기 계곡 là thung lũng, 사막 사찰 chùa chiền, 놀이공원 là công viên vui chơi giải trí, 해수욕장 là bãi biển bãi tắm. Số 1 nào. Nhìn cái hình này thì chắc là xa thầy chùa chiền rồi các bạn ạ. Xa thầy số 2, số 4. Số 2 thì mình thấy đó là khu vui chơi giải trí nhiều hơn ha, công viên vui chơi giải trí. Nori công quân to lên một tí. Số 3 nhìn rõ ha, sa mạc. Số 4 là gì ạ? He su yok chang. Số 5 là thung lũng, khe cột. Ok, bài số 2 nha. 다음 설명에 맞는 말을 보기에서 찾아쓰십시오. Hãy tìm và viết những cái câu, những cái lời mà nó phù hợp với lại các cách giải thích sau đây từ trong cái bảng Poki. Kiên dương hà tạ có nghĩa là thay đổi. Yaya kata, chỗ này chúng ta có biến âm ở chỗ chữ kha đó nha. Yaya kata là gì ạ? Đặt trước. Suy sô hata là hủy bỏ. Phi cu kata. Ở đây chúng ta cũng nhập biến âm ở chỗ gì? Phi cu kata. Yên chân yên kata. Ok. Là phi cu kata là trở về nước. Yên chân yên kata là lập lịch trình, lập kế hoạch. Chỗ này mình cho luôn là yaya kata ha, yaya kata. Câu số 1 nhé. Heweru yohengul gattaga doraota. Chúng ta gặp lại ngữ pháp thì taka. Taka có nghĩa là gì ạ? Đang làm một cái hành động gì đó. Thì rồi một hành động khác xen vào, đúng không ạ? Đang thực hiện cái hành động này, xong rồi hành động khác xen vào. Heweru yohengul gattaga. Chúng tôi đã đi du lịch nước ngoài rồi thì đi du lịch nước ngoài rồi thì trở về. Nhưng mà câu này chúng ta có thể dịch đơn giản hơn thì kiểu gì nhỉ? Chúng tôi đã đi du lịch nước ngoài rồi trở về. Doraota là về nhà đó, trở về nhà. Thì từ này tương đương với từ gì ạ? Fikukata, trở về nước, ở một nước khác và trở về nước mình thì gọi là Fikukata. Hồi quốc á. Fikuk gọi là Fikuk hoặc là hồi quy quốc hoặc là hồi quốc. Trở về nước đơn giản cho tiếng Việt là trở về nước. Mấy cái từ tiếng Hán cái như mình có đọc qua một hai lần thôi, mình không nhớ lắm đâu, từ vựng Hán Hàn á, tại vì mình không có học theo cái phương pháp Hán Hàn cho nên là mình cũng chỉ xem qua như một hai lần. Quy quốc trở về nước nhớ mang máng như vậy. Giờ hẹn Hà Nam thùng hành hay ý đấy nghĩ đi trong hạ tạ. Trong thời gian mà đi du lịch thì sao ạ? Bạn phải sắp xếp trước hoặc là quyết định trước
những cái việc mà mình sẽ làm. Hai ý rồi, ở đây chính là định ngữ tương lai, động từ kết hợp với lại gì ạ? Động từ kết hợp với lại ư hoặc là đi rồi kết hợp với lại danh từ, đúng không? Danh từ. Định ngữ thì tương lai, việc mà mình sẽ làm. Đi đi là trước, trong ha tà là quyết định hoặc là sắp đặt trước. Điện thoại ấy, thế này là điện thoại ấy. Câu 3, giờ hẹn gì nào? Giờ hẹn trong nhiều từng, giờ hẹn trong nhiều từng người và cô đọc. Giờ hẹn gì là địa điểm du lịch. Chúng ta gặp lại ngữ pháp na, ở đây là danh từ kết hợp với lại gì ạ? Danh từ kết hợp với lại ina đó các bạn, ina. Ina rồi lại đến danh từ ha, cái này hoặc là cái kia ha. Pakuta là gì? Thay đổi. Thay đổi ví dụ như là địa điểm du lịch này hoặc là các cái hình thức du lịch, thông dụ chúng ta có thể nói là gì, loại hoặc là kiểu hoặc là hình thức. Loại du lịch nghe nó không hay nhỉ, kiểu du lịch, loại du lịch, mình dùng cái từ hình thức du lịch cho nó ổn hơn một tí. Thực ra từ từ hình thức thì nó quá xa nghĩa so với từ từ trông yêu nhỉ. Loại hình đi, trông yêu có nghĩa là chủng loại thì mình dùng từ là loại hình đi ha. Thay đổi địa điểm du lịch hoặc là loại hình du lịch. Rồi ok, bởi vì cái từ hình thức á nó là hiện thực, hiện thực và hình thức nó khác xa với cái từ trong nhiều quá. Thay đổi thì chúng ta dùng cái từ gì, chân chân hạ tạ, chân chân hạ tạ. Câu số 4 nha, supervisor nha, hàng không quân từng người đi đi giặc số hạ tạ. Rồi ta lại gặp lại ngữ pháp ina này, hoặc là cái này hoặc là cái kia. Chúng ta đặt trước cái gì ạ? Đặt trước những cái như là từng ơi, ở đây là ví dụ hoặc là như là vân vân. Từng có nhiều nghĩa nhá, ví dụ hoặc là như là hoặc là vân vân. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ dịch là đặt trước ai đó, đặt trước những cái như là vé máy bay hoặc là nơi ăn chỗ ở này, nơi ăn ở này, hoặc là thiết bị hoặc là tiện nghi ở nơi ăn chỗ ở, nơi ăn chỗ ở này. Xuất phát là chỗ ăn ngủ này, phi sơn là các cái thiết bị tiện nghi, thì xuất phát phi sơn mình có thể dịch là nơi ăn chỗ ở là được, hoặc là chỗ nghỉ ngơi. Ở đây là chúng ta dùng từ yeah, yakata. Số 5, yeah trong tuyên ý rơi hát chi âm thả, có nghĩa là gì ạ? Về trong thuyền ý rơi hát chi âm thả, về trong thuê ta là đã được định trước nè. Định ngữ thì quá khứ là động từ kết hợp với lại gì ạ? Động từ kết hợp với lại ân hoặc nghi dần, kết hợp với lại danh từ đúng không? Về trong thuyền ý là cái việc đã dự kiến hoặc là định trước, cái việc đã được dự kiến, được sắp xếp trước ha, tức là người ta không thực hiện cái việc mà đã dự kiến. Như vậy đó là từ gì ạ? Truy sô hạ tạ. Không biết các bạn như thế nào nhưng mà chỗ mình thì học sinh được tiêm vaccine rồi, nhưng mà học sinh mầm non thì chưa có tiêm vaccine, nên là con mình thì vẫn ở trong danh sách lớp đó, nhưng mà từ đầu năm giờ chưa cho đi học buổi nào hết, chưa cho đi học một buổi nào luôn, vì là số ca F0 ở khu vực mình nó vẫn cứ tăng. Nhưng mà không hiểu sao người ta không cho các địa điểm truy vết để cho người dân biết.
mà mình chỉ biết là người ta đăng lên Facebook, những người đó là người quen á, người ta chỉ đăng lên Facebook là người ta bị đi cách ly 7 ngày thế thôi, tại vì họ đều tiêm đều 2 mũi rồi ấy. Nên là mình vẫn cảm thấy là nguy cơ rất tiềm ẩn. Với lại ở khu mình là khu trồng cà phê mà, cho nên là mùa này là mùa lao động ở vùng khác lên đây để hái cà phê ấy. Cho nên là cũng có 3-4 trường hợp là bị F0 với lại bị sốt ho rồi lên đây cách ly nhưng mà bị bỏ trốn ấy. Bị truy bắt cũng 3 người rồi đó, 3 người thấy đưa lên thông báo, còn mình chưa biết là có những người người ta không đưa lên thông báo thì đó thì sao. Cho nên là mình có nói với giáo viên chủ nhiệm là mùa này là mùa mà có những người mà di cư từ vùng khác lên để đi làm công hái cà phê ở khu vực mình á, thì năm nào cũng như vậy nhưng mà họ sẽ có mang cái mầm bệnh này hơi khác tới ấy. Nên mình nói là mình cho con mình nghỉ hết học kỳ 1, bởi vì giáo dục mầm non là không có bắt buộc các bạn. Mình xem luật giáo dục rồi, giáo dục mầm non không bắt buộc, cho nên là mình tự lên các bài để mà dạy cho con. Mình lên các cái trang như là Pinterest nè, các bạn có thể tham khảo ha. Pinterest, mình tải cái ứng dụng nó về luôn. Pinterest nè, để mà tải các cái hình ảnh liên quan đến giáo dục mầm non á, xong rồi mình dạy cho con. Rồi mình mua các cái quyển sách như là tập tô, tô chữ này, tô số cho con nè. Con mình nó không thích vẽ nha. Mình với lại chồng mình thì đều không có khiếu về vẽ và viết cũng rất là xấu, cho nên là mình mua sách tập tô về trước. Sau đó thì con mình còn 4 chữ cái nữa thôi là hoàn thành 29 chữ. 29 chữ cái Việt Nam á, thì nó còn khoảng 4 chữ cái nữa thôi. Tức là hôm nay là thứ hai, là bắt đầu mình cho nó luyện viết nữa là xong. Thì mình sẽ bắt đầu lên các cái kênh YouTube á, lên cái kênh YouTube như là Bút Mài Lê Ta này, Bút Mài Lê Ta, để mà luyện. Bởi vì kênh đó người ta dạy cho các cái quy tắc viết chữ đẹp, thì mình thấy kênh đó mình có học theo một thời gian thì thấy cũng ổn ổn. Mình nghĩ là mình sẽ dạy luyện viết chữ đẹp cho con qua cái kênh YouTube này, kênh YouTube là Bút Mài Lê Ta. Thì mình thấy kênh này cô này dạy rất là nhiệt tình và mình theo được kênh này. Còn mấy kênh khác thì họ kiểu như là họ bán khóa học nhiều hơn đó các bạn, và ở đây là họ dạy tỉ mỉ luôn ha. Hoặc là các bạn có thể theo dõi các kênh TikTok luyện viết chữ đẹp, nhưng mà mình quen kênh này rồi đấy. Còn toán thì mình hơi chậm về toán, thì có thể là mình sẽ phải lên YouTube để học trước xong rồi dạy lại cho con. Rồi ai mà chân có kỳ đi dẫn theo hà sức chiều thế năng dô hèn thế năng dô hèn. Mình chia sẻ thêm một tí nha, cái tuổi mà 5-6 này mình dạy tiếng Anh nó cực nhanh nha các bạn, mình dạy tiếng Anh nó nhanh lắm. Mình dạy mấy đứa lớp 3, lớp 4 những cái từ như là hungry á, hungry này, rồi angry này, angry á, rồi thirsty này, nó đói khát thì giận dữ á. Sao mà nó lâu thuộc lắm nha. Sad này, happy này, nhưng mà mình dạy con mình mấy từ này nó thuộc nhanh lắm, nó thuộc nhanh cực kỳ. Một phần á là nó đã được học cơ bản ở lớp lớp trồi á, ở lớp trồi là giáo viên có dạy sơ cho nó rồi. Các cái con vật này, các cái từ về cảm xúc là nó học sơ rồi, còn những từ mà nó chưa được học mà mình dạy, mình thấy nó học rất là nhanh. Nên nếu như phụ huynh nào muốn dạy con ngôn ngữ vào cái thời điểm này á thì dạy nó rất là nhanh nhé, và nó nhớ rất là lâu nhé. Nhiều khi mình đang dạy cho mấy đứa lớp 2, lớp 3 rồi á, mà mình hỏi nó một từ rồi, ví dụ như là pumpkin, pumpkin, mình hỏi nó là cái gì, pumpkin, từ bí đỏ hay gì đó, lâu rồi, năm ngoái mình có dạy cho một bạn, pumpkin, tóm lại nó là cái từ gì mà liên quan quả bí đỏ đó, bí ngô, mấy đứa kia không biết, nhưng mà con mình nó nhảy vô, nó kêu là quả bí nhô, bí nhô, nó bị ngọng, nó kêu là bí nhô, bí nhô. Rồi từ circle, circle, mình không nghĩ là con mình nó biết điều này, nhưng mà mình dạy cho lớp 2, cho lớp 2 thì mình hỏi mấy bạn thì mấy bạn phát âm rất là khó, cứ social, tại vì học trực tuyến đó các bạn, nó nghe không rõ được phát âm nữa, thì nó cứ verbal, nó đọc sai, tiếng Anh là verbal, verbal, mình giữ hoài, mình phải phiên âm nó thành như thế này này, circle,
mình phải khi nào như thế này. Thì mình hỏi là circle là cái gì, khảo bài thì con mình nó nằm nó coi điện thoại bên cạnh nhé, nó kêu circle là hình tròn, hình tròn, nói thì ngọng nhưng mà hay, nó leo lắm, đến tuổi nó leo rồi cũng mệt lắm các bạn ạ. Nên là nếu như các bạn muốn phát triển ngôn ngữ cho con thì trong thời điểm này là mình phát triển ngôn ngữ cho con luôn. Nhưng mà cái tiếng Việt sao mà nó học nó ngọng quá các bạn ạ, ngọng ơi là ngọng luôn. Đang phải cho anh đánh vần từng chữ một. Thế nào giờ hàng là du lịch ba lô, du lịch bụi. Mình thường thấy là tay ba lô họ sang bên mình nhá, họ có đeo những cái ba lô thật dài, thật to, họ đi ngoài đường á. Thì đây là dạng thế nào giờ hàng này. Su học giờ hàng, su học giờ hàng à, là gì ạ? Du lịch thực tế, du lịch thực tế hoặc là đi thực tập thì đúng hơn, chứ không có du lịch mấy đâu. Đi kiến tập, thực tập thì đúng hơn. Xin hôn giờ hàng, xin hôn giờ hàng là đi du lịch trăng mật. Thế thì chi giờ hàng, du lịch trọn gói với công ty ha. À, cái chữ thế năng giờ hàng này mình chia sẻ thêm nè. Ở nước ngoài á, người ta có gói hỗ trợ thất nghiệp nha. Hỗ trợ thất nghiệp đối với người dân ở trong nước. Người ta bị thất nghiệp á, hàng tháng người ta sẽ được bao nhiêu đô, mấy trăm đô, mấy trăm đô đó. Thì người ta ở trong nước người ta sống không có nổi. Có thể người ta chỉ đủ chi tiêu căn bản thôi nha, không dư giả. Nhưng mà ví dụ như là nước người ta được trợ cấp khoảng 500 đô đi. Thì ở Việt Nam mình thì nó là khoảng 10 triệu đúng không? Thì người ta mua một cái vé máy bay, người ta đi sang đây du lịch ba lô thôi. Thì 10 triệu đó du lịch, mà đi du lịch bụi á, mà biết những chỗ mà ăn uống rẻ ha. Và người ta chỉ ăn những món là món ăn lề đường thôi thì nó rất là rẻ. Thì 500 đô đó đối với người ta đi du lịch một tháng bên đây vẫn là vô tư đúng không? Nếu như người ta đi bộ là chủ yếu hoặc là đi xe đạp là chủ yếu ha. Còn ở những cái khu vực mà sang chảnh nhá thì 500 đô này nó không là gì cả nhỉ. Nó rất là mau tốn tiền. Nhưng mà nếu như mà họ có được kinh nghiệm từ những cái group mà chia sẻ du lịch bụi á, thì 500 đô này người ta đi và người ta kiếm về cũng khá là nhiều đúng không? Và thậm chí có những người là gì, người ta sang đây á, người ta sang đây xong người ta còn có thể là quay YouTube hoặc là gì đó, người ta kiếm thêm tiền cho người ta nữa cơ đấy. Cho nên là gì, khó khăn của người này nhưng lại là cơ hội của người khác, nên các bạn đừng có tủi thân quá vào những cái trường hợp là các bạn chưa tìm ra cơ hội cho mình ha. Mọi thứ nó đều là có cái khả năng tiềm ẩn, nhưng mà nhiều khi là gì, nhiều khi người ta tìm thấy cơ hội trong khó khăn. Nên là đôi khi mình phải tinh mắt, mình phải quan sát. Các bạn đã lướt TikTok á, cũng là một cái hay. Nhưng mà các bạn phải theo dõi những cái kênh nào mà nó truyền cho các bạn cảm hứng á. Thường mình chả bao giờ để ý cái tên của kênh đó, mà thường mình sẽ chú ý đến những cái người mà ở trong cái kênh đó thôi. Chứ còn mình chả bao giờ để ý đến tên của kênh bên TikTok, bởi vì mình lướt quá nhanh. Mình chỉ dừng lại những kênh nào mà nó nói chuyện mà hợp lý và truyền động lực cho mình. Và thứ hai là những kênh về nấu ăn nha, tại vì giống kiểu như là tâm hồn ăn uống mà, nên là chị follow những cái liên quan nấu ăn này, làm đẹp nè, thời trang nè, và phát triển bản thân đó, với lại những cái liên quan đến tỷ phú thì nọ mình thích thôi. Tỷ phú hoặc là phát triển bản thân nè, làm giàu ở mấy kênh được, thích lắm, kiểu sao mình nó cuốn hút mình á. Nhưng mà chỉ là follow thôi chứ mình cũng không có nhiều thời gian để mà thực hành cho mình nhiều. Nên là các bạn cố gắng là phát triển bản thân nhiều hơn mình nha. Đừng có ngồi nghe xong rồi cái lại bỏ qua. Giống như mình nhiều khi nha, mình gặp một cái video là mình tâm huyết lắm, xong rồi mình kêu mình lưu về để mình sẽ bắt chước mình học theo. Nhưng mà theo thời gian thì mình cái video đó nó thuộc về dĩ vãng các bạn. Nên là nếu như các bạn muốn phát triển bản thân thì thấy người ta làm cái video đó, ngồi dậy, lên kế hoạch và thực hiện ngay nha. Đừng có lưu về xong rồi để quên trong điện thoại của mình nha. Rồi là tiếp này. 학교에서 선생님과 친구들 과 함께 떠나는 여행. Là gì ạ? 학교에서 선생님과 친구들 과 함께, làm gì đó cùng với các bạn và giáo viên ở trường. 떠나는 여행, đi du lịch cùng với các bạn và giáo viên ở trường. Thực ra cái chuyến du lịch này ở Việt Nam mình
Nó sẽ là kiểu là đi đi kiến tập, cùng nhau xách ba lô đến một cái địa điểm nào đó để mà học hỏi nha, để học hỏi, để thực hành chứ không phải để đi chơi đâu. Nên là chúng ta đừng nghĩ rằng là đi du lịch nha. Ở nước nước khác là người ta có thể là đi trải nghiệm rồi, chứ bên mình là đi thực tập đó, đi thực tập không lương, tạm gọi là vậy nha, thực tập không lương. Rồi câu B, kiran sikir kinen hu pupuka hành ke khăn do hè. Sau khi kết thúc cái đám cưới hoặc là cái lễ kết hôn thì sao? Phu phu là phu phụ, là vợ chồng, cặp vợ chồng cùng nhau đi du lịch. Nhưng mà mình sẽ dịch lại là gì ạ? Câu 1 dịch lại là cái chuyến du lịch mà mình đi cùng với học sinh và các bạn học sinh và giáo viên ở trường. Cái câu thứ hai là gì ạ? Cái chuyến du lịch mà mình và sao ạ? Chủ ngữ là gì ạ? Cặp vợ chồng sẽ cùng đi sau khi mà kết thúc cái đám cưới. Chúng ta sẽ kết hợp nó với câu 3 đúng không? B. Câu C. Giờ hẹn xài so giờ hẹn kề về cưới xe quá. Giờ hẹn hà nên thành kề giờ hẹn kề về cưới xe ưu tạc. Kề về cưới xe ưu tạc có nghĩa là kề về cưới xe ưu tạc là lập kế hoạch này. Xe ưu tạc là lập kế hoạch này. Thành kê giờ hẹn là du lịch theo đoàn, thành kê giờ hẹn là du lịch theo đoàn các bạn nha. Đây là cái chuyến du lịch đi theo đoàn mà các bạn được công ty du lịch á, lập kế hoạch cho rồi mới đi ha. Đây là du lịch trọn gói đúng không ạ? Du lịch trọn gói. Câu C. Khi điều hành cần mạnh, chúng ta sẽ đọc đây là cần mạnh nha, cần mạnh biến âm khi sửa gặp liền thì sửa mới thành liền. Khi điều hành cần mạnh nơ ở sở khả tăng hà na bề cổ khả tăng mê tả khả tăng mê tả đeo ba lô tờ nào nó giờ hẹn. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ bỏ vào những thứ quan trọng thôi, rồi chúng ta đeo một cái ba lô rồi đi du lịch. Hoặc là chúng ta chỉ làm sao, đây là cái chuyến du lịch mà chúng ta chỉ cho những cái vật dụng cần thiết vào trong ba lô rồi đeo trên vai rồi chúng ta đi du lịch. Dài dòng hơn cả lúc lúc đầu các bạn nhỉ. Dịch lại nha. Chúng ta chỉ bỏ những vật dụng cần thiết và chỉ đeo một cái ba lô, đeo một cái ba lô để đi du lịch. Nhưng mà ở đây nó có định ngữ cơ, khổ ghê. Có định ngữ là gì ạ? Đây là cái chuyến du lịch mà chúng ta chỉ bỏ những vật dụng cần thiết rồi đeo một cái ba lô rồi đi thôi. Ok, chốt đi chứ không dịch hồi nó dở lắm. Câu 4 nha. Thắng theo hóa ế ai mà chân khó xí chúng ta hãy lựa chọn những cái từ thích hợp cho đoạn văn sau đây. Câu 1 cho đoạn hội thoại sau đây. 이번 방학에 뭐할 거예요? Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ lần này? 해외 여행을 떠날까 해요? 그러니까 하다. Ở đây là gì ạ? Động từ kết hợp với ư ca hà tả là có nên làm gì đó hay không. Mình không biết là có nên đi du lịch ba lô hay không. Thế khi thi giờ hẹn nghỉ thiên hà tả của hẹo thiên hà tả lúc này là tính từ mà chúng ta có tính từ thì kết hợp với lại gì ạ? Tả cô hà tả, tả cô hà tả, câu trình thuật gián tiếp nói rằng là người ta nói rằng là đi du lịch ba lô thì thuận lợi thuận tiện nha. Đáp án sẽ là câu A các bạn nhé. Không biết là
mình có nên đi du lịch Đài Loan không? Kế hoạch mà ha. Câu 2. Cư cô sừng bờ ca dù miên héo. Ở nơi đó thì có gì nổi tiếng? Văn hoa dù cho kỳ mà nai ồ. Di tích văn hóa thì rất là nhiều. Hàn Quốc giờ hèn ơi, chú trơn héo. Chúng ta có thể nối diện qua héo cũng được, mà không nối cũng được. Nếu như chúng ta nối qua thì đọc là chú trơn nèo hoặc là chú trơn héo. Hai cách đọc đó đều được. Mình đề cử du lịch Hàn Quốc. Câu hỏi là gì? Nơi đó có gì nổi tiếng? Thì phải trả lời được có cái gì nổi tiếng chứ, đúng không? Các cái di tích văn hóa thì rất là nhiều, đúng không? Câu 3. Giờ hang trong nhiều rồi. Thiên kiên hành sư nào? Chúng ta gặp lại đôi kết câu nào? Đôi kết câu lịch sự, đúng không? In nào? Chúng ta đọc là in nào các bạn nhé. Nào, đôi kết câu lịch sự thôi. Tôi có thể thay đổi cái loại hình du lịch có được không? Nè, 며칠로 바꾸시겠어요? Câu hỏi là hiểu. Ở đây là câu hỏi đúng không? Nè, 며칠로 바꾸시겠어요? Vâng, quý khách muốn chuyển sang thay đổi thành mấy ngày ạ? Xin lỗi, mấy ngày, ngày mấy? Các bạn nghĩ ở đây là mấy ngày hay là ngày mấy? Mình nghĩ là ngày mấy cơ. Quý khách muốn đổi thành ngày mấy? Muốn đổi sang ngày mấy ạ? Nè, 어떤 상품으로 바꾸시겠어요? Vâng, quý khách muốn đổi thành sản phẩm nào ạ? Chọn câu B nhé. Các bạn ạ, mình mới chia sẻ cho các bạn một cái cách để mà ghi memo ở trên màn hình này. Đây, mình ghi những cái bài nào mục tiêu là quay video bài 10 xong rồi. Thứ ba chọn cái gì? Vì mình đang lên mục tiêu là trong tuần này sẽ tập trung vào quay các cái bài giảng về tiếng Hàn trung cấp 3. Sửa bài tập. Thì mình ghi lại này. Thì đây, các bạn gõ ở trong màn hình nhé. Các bạn vào phần mà run hoặc là tìm kiếm đi. Vào cái gọi là gì nhỉ? Các bạn nhấn cái nút Windows ở trong cửa sổ trong 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 laptop của các bạn á, xong rồi các bạn gõ vào chữ Search Program and File ấy. Các bạn tìm chữ Stick Note hả? Stick Note hôm qua mình chả nhớ. Đây đây, Sticky Note. Đây, cái ứng dụng này nè. Các bạn gõ vào một cái là nó sẽ ra. Cái này. Thì các bạn sẽ ghi lại, các bạn memo lại, bạn ghi chú lại hôm nay các bạn cần phải làm những cái gì. Sticky note. Thì mình nghĩ là nó tiện hơn là mình ghi giấy. Bởi vì mình hay kiểu như là mình ghi xong mình để giấy một nơi, xong mình ôm laptop mình chạy đi một nơi á, thì mình sẽ quên. Thì mình thấy mình dùng cái ứng dụng này á, mình ngồi đâu, laptop đâu thì mình làm ở đó luôn. Bởi vì đa số mình làm việc ở trên laptop không à. Nên là mình sẽ sử dụng cái ứng dụng này để mình ghi chú lại những công việc trong ngày. Ví dụ như ngày hôm nay là mình làm hai việc nè. Thứ nhất là soạn video cho lớp, cho bạn nam học lớp việc giao tiếp nâng cao. Xong rồi thì mình xóa đi, mình còn quay video bài 10. Lát nữa mình quay xong thì mình xóa cái này luôn. Là mình hoàn thành mục tiêu của mình. Một ngày mình chỉ đặt hai mục tiêu thôi. Một ngày mình chỉ đặt hai mục tiêu thôi. Đấy, 2 đến 3 mục tiêu. Và thường là 3 mục tiêu thì thường cái mục tiêu thứ ba thường là mục tiêu rất là nhỏ. Cái việc nó rất là nhỏ, không tốn rất nhiều thời gian. Đấy, chia sẻ với bạn một cái ứng dụng hay như vậy. Câu 4. 이 상품은 비수기 표라서 불가능합니다. Cái sản phẩm này vì nó là cái vé trong mùa đón khách nên là không thể được. Không không được. 비행기 요금이 얼마예요? Cái vé máy bay, cái phí vé máy bay, cái tiền mua vé máy bay này bao nhiêu vậy ạ?
Tỷ số chi phiếu, tỷ số hàng xu hiện đại. Tôi có thể hủy cái vé máy bay này được không ạ? Vì là vé một vắng khách cho nên là không được. Câu 5. Câu trả lời CP World에 여행 중인 정도로 생각하고 있어요. câu này thì làm sao nhỉ? City World에 약 2주일 정도로 생각하고 있어요. Tôi đang nghĩ rằng là nó là khoảng 2 một tuần. Vào tháng 12 thì là khoảng một tuần. Là khoảng một tuần. Không biết là sao đây. 며칠로 예약해 드린가요? Quý khách sẽ đặt trước vào ngày mấy? Đặt trước vào ngày mấy? 며칠 일정으로 가실 생각이세요? Quý khách định là sẽ đi với cái lịch trình là bao nhiêu ngày? Đáp án là câu B. Incheon là lịch trình. Quý khách định sẽ, chúng ta gặp lại ngữ pháp gì ạ? Động từ kết hợp với lại ư kia ấy, sinh ra khi đã. Khi đã, định sẽ làm gì đúng không? Dự định làm gì? Quý khách định là sẽ đi với cái lịch trình là mấy ngày đây? Chúng ta sang môn bóp các bạn nha. Thà cô hà tả. 다음 보기와 같이 바꾸어 보십시오. 다코하타 là gì các bạn? 다코하타 là câu tường thuật gián tiếp. Ai đó nói rằng là như thế nào? Chúng ta hãy thử thay đổi các cái câu mà ở trong ví dụ này. Các cái câu mà ở trong ví dụ. Mình thích các cái cô giáo ở trường mầm non hiện tại bây giờ nha, các cô ấy sẽ gửi kế hoạch giảng dạy ở trong tuần đó, mình sẽ dựa vào cái kế hoạch giảng dạy đó và mình tìm bài phù hợp cho con mình. Và giống như là cái lúc mà nghỉ dịch á thì mình phải tự tìm, còn bây giờ là mình không cần phải tự tìm gì nữa, mình các cô cho kế hoạch hết rồi á, mình lên mạng mình search là có hết, trên mạng có hết nha, trên mạng có hết. Họ sẽ cho ra những cái nội dung gì, những nội dung gì, thậm chí là gì, chương trình hoặc là phân phối chương trình của các khối á, ở trên mạng có hết luôn các bạn. Thà cô hà tạ, rồi chúng ta tiếp tục nè, các bạn hãy thay đổi, thử thay đổi và thà qua vô thử thay đổi các cái câu này giống như là câu ví dụ họ cho giờ đó mẹ giờ đó mới giờ hè ấy bà đi khai rồi à. Người ta đi du lịch nhiều vào mùa hè. Nếu như câu đó không có chủ ngữ, chúng ta cố gắng cho chủ ngữ là ai đó hoặc người nào, hoặc chúng tôi hoặc chúng ta hoặc tôi. Đừng để câu đó không có chủ ngữ, chúng ta dịch ra nó sẽ thành cục lốc chấm không, thì cái bài dịch của chúng ta nó cũng hơi bị thiếu lịch sự một tí. Giờ hang giờ đó mẹ giờ hang người bạn đi khăn cho cô hè. Chúng ta chú ý ở đây kata là động từ đúng không? Kata là động từ, mà động từ á thì sẽ đi với lại gì, nên hoặc là niềm. Tà cô ha tà vậy nha. Rồi câu 1, giờ hen thì cá nhân bên bắc y y đi eo. Thời gian du lịch sẽ là, câu này có chủ ngữ rồi nhưng chúng ta cần phải thêm chủ ngữ. Cái thời gian du lịch sẽ là 2 ngày và 1 đêm. Chúng ta có động từ y tà đúng không? Y tà thì chúng ta sẽ đi với lại gì ạ? Y là cô ha tà, y và cô ha tà, y là cô ha tà, được chưa ạ? Giờ hẹn khi cá nhân, giờ hẹn khi cá nhân, giờ hẹn khi cá nhân. Y bác y y đi ra cô hèo, ra cô hèo, y ra cô hèo, y tả
남이 섬은 정말 아름다운 곳이었어요. 과거 rồi nha. Quá khứ ớt nè chúng ta đi với lại gì ạ? Ta cô hà ta ớt ta cô hà ta ớt ta cô hà ta ở đây chúng ta có đại sẵn đuôi là gì? Đi ớt ta có si ớt soil có si ớt soil nên chúng ta chỉ cần nối cái ớt soil bỏ cái đuôi vô đó thành ta cô hà ta là được. Nam đi sớm chọn máy à chúng ta un có si ớt ta cô heo. Đảo Nam Mi thực sự rất là đẹp. Người ta nói rằng đảo Nam Mi thực sự rất đẹp. Busan에는 가본 적이 없어요. 없다고 하다. 없다고 하다 các bạn nhé. Busan에는 가본 적이 없다고 해요. Câu ở trên là gì ạ? À, họ nói rằng hoặc là ai đó nói rằng anh ấy đi, anh ấy chưa từng đi đến Busan. À, anh ấy nói rằng là anh ấy chưa từng đi đến Busan. Câu 5. 학교에서 집까지 아주 가까워요. 가깝다 là tính từ. Thì chúng ta sẽ có tính từ kết hợp với ta cô hà ta. Tính từ kết hợp với ta cô hà ta. Từ nhà đến trường thì gần, rất là gần ha. À, người ta nói rằng từ nhà đến trường thì gần. 학교에서 집까지 아주 가까워. 아, 그렇지. 가깝다고 해요. 올해는 수학 여행을 가지 않나요? 아, 같이 않나요? 진짜 지금 안타고 해요. 안타고 해요. 아, người ta nói rằng hoặc là nhà trường nói rằng không phải, đâu có từ nhà trường đây đâu, mình thêm như vậy không được. Họ nói rằng là họ là trung trung nhất, họ nói rằng là năm nay thì không có đi du lịch tiếng tập. Olenin đọc là ore. Olenin su học do hè người khó chi ăn thà cô hiểu thăm bố kia so ai mà chinh bà rơi khổ lạ thẻ bà rơi bán sơn hà sức xíu. Chúng ta hãy lựa chọn những cái từ thích hợp ở trong Poki và hoàn thành đoạn hội thoại. Chúng ta có thì pha chỉ ăn thả là không đáp, thả đến ý đi ý tả có việc khác, xa chôn chống sinh ý tả là em họ, thả đem đi vườn tả gió thổi, thế học vấn nế, sinh học khá tả, học lên kêu học. Chân sĩ, đây đến kỳ yếp bố trở sở. Hôm nay, bạn đã nghe, bạn tin dự báo thời tiết ngày mai chưa? Nè, người ta bảo là có gió thổi Parami nè Parami Punta là có điền đúng không các bạn? Điền mà kết hợp với điền hoặc là minh á thì sao? Punta cô heo. Người ta bảo là có gió thổi ha, có gió thổi. Rồi câu tiếp theo là sao đây? Paroi bà đề tổ hăng không khóa ni thì sang cái á. Vào cuối tháng 8 thì mai quên mai là cuối nha, quên mai là cuối tháng mấy đó, quên mai cuối tháng mấy ha. Paro Mareto vào cuối tháng 8 thì giá vé máy bay nó vẫn mắc à? Anh hiểu chưa lô? Pisa chi anh nào phải không? Pisa chi anh ta,
Pizza thì ăn taco hay ổ không, người ta bảo là không có đắt đâu. Pizza thì ăn taco hay ổ. Pizza thì ăn taco hay ổ. Rồi tiếp nè. Rồi sao là mình tô được người hiểu đâu, phải chúng ta có câu này sao chôn thùng sen đúng không? Cái người đó lại là ai vậy? Tô có thể là gì? Gặp mấy người liên tục rồi, bây giờ đến người người này rồi bắt đầu mới hỏi ha, hỏi người đó lại là ai đấy, cái người đó lại là ai vậy? Thiên sĩ, sa chôn thùng sen ira cô heo, ira cô heo. Diễm, là em họ của tôi.유진 씨도 오늘 콘서트에 같이 가나요? Hôm nay bạn Yujin cũng đến buổi hòa nhạc à? Từ nào đây? 다른 일이 있다 và 대학원에 진학하다. Còn hai từ đó là có việc khác với lại học lên cao học. 아니요, 일주일 전에 만나던데. Không, mình đã gặp bạn ấy vào tuần trước. Bạn ấy bảo là bạn có việc khác rồi. Tiên sĩ khoa sĩ thổ phụ ở kế kế tế arayo. Diễm này, bạn có biết về e tế anh ta đã biết về kế hoạch sau khi tốt nghiệp của khoa không? 지난번에 들었는데, lần trước thì mình có nghe hoa sinh, cái này chủ yếu là hoa rồi thì mình sẽ dịch là hoa nói rằng là theo quân sẽ sinh học hành đạo cô hiểu sinh học hành đạo cô hiểu sau rồi theo quân ấy sinh học hoa đạo đó. Hoa nói rằng là bạn ấy sẽ học lên cao học. Chúng ta sang ngữ pháp nhà cô Hà Tạ các bạn nha. Nhà cô Hà Tạ. 다음 보기와 같이 바꿔 보십시오. Bạn hãy thử thay đổi câu như là ví dụ thì xem. Boki, Yujin 씨는 언제 돌아와요? Khi nào thì Yujin mới trở về? Yujin 씨는 언제 돌아오냐고 해요? Ai đó hỏi rằng là Eugene khi nào thì trở về? Nhà cô Hà Tà là hỏi rằng là 이번 여행은 며칠 기간으로 가요? Bạn đi du lịch, chuyến du lịch lần này thì bạn đi mấy ngày vậy? 며칠 기간, nếu mà 며칠 mà đứng mình một mình á, 며칠 một mình thì nó nghĩa là ngày mấy, còn nếu như là 며칠 동안, 며칠 기간, 며칠 일정 thì nó nghĩa là trong thời gian là mấy ngày, trong thời gian là mấy ngày, lịch trình là mấy ngày, còn 며칠 không á thì là ngày mấy nha. 이번 여행은 며칠 기간으로 가냐고 해요. Không cần dấu hỏi đâu, cái từ nhà cô heo nó cũng có nghĩa là hỏi cái gì, hỏi đó rằng là rồi ai đó hỏi rằng là chuyến du lịch lần này thì bạn sẽ đi trong mấy ngày. 며칠 비행기예요? Đó là chuyến du lịch, đó là vé máy bay lúc mấy giờ vậy? Y tà y nhà cô Y nhà cô heo. Nhà sĩ người ta hỏi rằng, ai đó hỏi rằng nó là chuyến máy bay mấy giờ vậy? Y nhà cô heo. 신혼 여행지로 어디가 가장 유명해요?
Ở đâu á thì nổi tiếng nhất về du lịch trăng mật? Ở đâu thì nổi tiếng nhất về du lịch trăng mật? Thì chúng ta sẽ hỏi là, ai đó hỏi rằng là ở đâu thì nổi tiếng nhất về du lịch trăng mật? Sinh hôn, giờ hèn, hoặc chúng ta đọc là sinh hôn giờ hèn, Siro, giờ hèn Siro, giờ hèn Siro, hèn Siro, ở chi cả khả trang, dù miên hà nhà cô hiểu, dù miên hà nhà cô hiểu. Sinh hôn giờ hẹn chi rồi, ở đi cả khả trang dùng nhân hành nhà cô hiểu. Tiếp nha, năm bữa nay dây dắt hành giờ hẹn sang phụ mình suy sô hết sợ đã hủy bỏ, hoặc là ai đó đã hủy bỏ cái sản phẩm du lịch đã đặt trước vào lần trước, có đúng không? Snowburn là lần trước. Bạn đã hủy bỏ cái sản phẩm du lịch đã đặt vào lần trước, có đúng không? Suy sô hết nhà cô các bạn nhé. Hết nhà cô. Snowburn này. Dê. Dập. Hành. Dê dập. Hành. Giờ hèn. Sang. Phùng mươi. Suy sô hèn nhà cô hèo. Khi nào bữa nay giờ hèn sang của mình suy sô hèn nhà cô hèo, chúng ta sẽ đọc là gì? Hèn nhà cô, hèn hèn nhà cô nha, đừng có đọc là hết nhà cô. Đây là độ đánh xa chú rin có cặp thái ồ. Ở đây chúng ta chỉ cần bỏ đuôi a vô thôi ha. Ngày mai trời cũng lạnh. Ngày mai chắc là trời cũng lạnh nhỉ? Đấy, ai đó hỏi tôi rằng là đánh xí ca chú ơi có các nhà cô hiểu, có dấu hiệu của sự không tập trung. Đến đồ đánh xí ca chú ý các nhà cô. Thật căn nhà cô hề ở chỗ này dễ bị đọc thành cáp nhỉ. Nên đồ đánh xa chú rinh thật căn nhà cô hề ở. Chúng ta đọc nó là căn nhà cô. Biến âm đi nó thành căn nhà cô nhá. Nhưng mà khó nhỉ. Khó đọc quá. Giờ chú rinh thật căn nhà cô. Chú rinh thật căn nhà cô. Thôi kệ cứ đọc. Sao dễ nhất được rồi. Dạo này thời tiết ở chỗ mình lạnh lạnh rồi ấy, các bạn chỗ các bạn như thế nào rồi? Nhớ mặc thật ấm khi ra đường nhé. Đến rồi là chúng ta trên căn nhà khô hẻo vẫn bị ngượng ngượng miệng. Rồi chúng ta sang bài tiếp theo. Hiện chúng ta giờ hẹn ra nhận cho chiều mới phone huệ chuẩn bị chưa ya kỳ đấy hầm gì đó thế hoa đây bạn sang hàng chiều bạn hương á, thì sau khi mà đi phỏng vấn ở công ty du lịch thì sao ạ? Thì đã nói chuyện với lại bạn cùng phòng, thì chúng ta hãy hoàn thành cái đoạn hội thoại này. Chúng ta cũng xem nào. Quê Uri giờ hẹn xa, quê Uri giờ hẹn xa em chỉ quên hết sớm. Đoạn phỏng vấn này, miễn trước qua là cái người phỏng vấn, sao bạn lại ứng tuyển vào công ty du lịch của chúng tôi? 저는 어렸을 때부터 여행하는 것을 좋아했습니다. Tôi từ nhỏ thì đã thích cái việc đi du lịch. 그래서 나중에 어른이 되면 꼭 여행사에서 일을 하고 싶었습니다. Vì vậy cho nên là sau này nếu mà lớn lên thì tôi đã muốn làm việc ở trong công ty du lịch. Nhất định nha, nhất định là phải làm việc ở công ty du lịch. Giờ anh về cho nên ở tôi nghỉ đây học có sự thôi á, bạn muốn làm việc nào
ở công ty du lịch. 제 일을 안내하는 일을 해보고 싶습니다. Tôi muốn làm cái công việc là hướng dẫn địa điểm du lịch. 그렇군요. 그렇군요. 미남 기업과 기업 맹 군요. 한국에는 언제 왔어요? À, ra là vậy. Bạn đã đến Hàn Quốc khi nào vậy? Ở Hàn Quốc kia ổn chứ? 1년 조금 넘었습니다. Tôi đã đến Hàn Quốc được khoảng hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm một chút xíu thôi. Hàn Quố에서 여행해본 곳은 있어요? Bạn có nơi nào đã từng đi du lịch thử ở Hàn Quốc chưa? 제주도와 부산을 다녀왔는데, 왔는데, 저기 chúng ta đọc là 원. 왔는데, 제주도는 아주 인상이 깊었어요. Tôi đã đi đến đâu ạ? Đảo Jeju và Busan. Và đảo Jeju thì tôi ấn tượng rất là mạnh mẽ. Hoặc là rất là ấn tượng sâu sắc. 제주도에서 뭐가 가장 인상 깊었나요? 깊었나요? 깊은. 깊었나요? Bạn ấn tượng nhất với điều gì ở đảo Jeju-do? Điều gì ở Jeju-do làm bạn ấn tượng sâu sắc nhất? 한라산이 인상 깊었습니다. Là núi Hala là cái tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Rồi chúng ta cùng kết hợp với đuôi câu nhà cô nha. 역시 오늘 연출시 험 처음 봤어요. Hôm nay bạn hôm nay sao nhỉ? Bạn phỏng vấn có tốt không? Nè, 하지만 잘 못한 것 같아요. Vâng, nhưng mà như mình làm không ổn lắm. 무슨 진보를 받았는데 못했다고 생각해요? Bạn nhận được câu hỏi gì mà lại nghĩ là mình làm không tốt? 처음에는, lúc đầu thì họ hỏi cái gì? 처음에는, kéo lên kéo xuống nữa nhỉ? 처음에는, vì 우리 여행사에 지원했어요? 처음에는 왜 처음에는 왜 우리 여행사에 지원했냐고 해요. Lúc đầu là gì? Quê là biến thành quê này. Tại sao bạn lại ứng tuyển vào công ty của chúng tôi? Đây. Ui, giờ em trai em chỉ quên hết rồi. Trời ơi, kéo bên kia xuống. Thưa con, cho bà nè, cho rằng dân sức về hết sự mì cơ, thì ta phải thay kết nè yô. Thay kết nè yô. Thay kết nè yô. Kết nè yô. Hôm nay sao mà đi chết chán vậy? 괜찮네요. 그리고 또 뭘 물었어요? Cái câu đó thì lần trước bạn đã định gặp với mình rồi nên là sẽ trả lời tốt thôi. Rồi họ còn hỏi gì nữa? Rồi họ còn hỏi gì nữa? Giờ hay sao sao ở trong ý rồi có sự phát sao? 여행사에서 어떤 일을 하고 싶어요? 여행사에서 어떤 일을 했냐고
여행사에서 어떤 일을 하고 하고 싶냐고 해요. 그냥, rồi họ hỏi là bạn muốn làm công việc gì, công việc nào ở công ty du lịch. 여행실을 안내하는 일을 하고 싶다고 했지요. �ạn có trả lời rằng là bạn có nói rằng là bạn muốn làm việc, làm công việc là hướng dẫn những cái địa điểm du lịch không? 네, 그런데 너무 짧게 대답한 것 같아요. Nhưng mà như là trả lời ngắn quá. 또 어떤 질문을 하셨어요? 그렇군요. 한국에 언제 왔어요? 왜 bạn đã đến Hàn Quốc lâu lâu rồi. Hàn Quốc 온지언제 왔냐고 해요. 한국에 온 지는 언제 왔냐고 해요. 네, 한국에 온 지는 못 왔어요. 그럼 이거 em thấy sai rồi. 얼마나 됐어요? 한국에 언제 xin lỗi các bạn. 언제 왔냐고 해요? �ạn đã đến Hàn Quốc từ khi nào? Vào khi nào? 다음 질문은 없었어요? 아, 한국 ơi máy mà nhớ lại số trang rồi gì nữa đây. Bạn đã từng đi du lịch Hàn Quốc chưa ha? Bạn đã từng đi du lịch Hàn Quốc chưa? Hàn Quốc giờ em ơi à bon chucky nhà cô heo. Họ hỏi rằng là bạn đã từng đi du lịch Hàn Quốc chưa? Hàn Quốc giờ hàng với thảo bon chucky in nhà cô heo in nhà cô heo thế chúng tôi đã cô thì ta hết rồi. Bạn đã trả lời là đảo Jeju rồi chứ? Đây cười cô. 네, 그리고 câu này mình bị thiếu đấy. Giờ Hàn Quốc kê giờ Hàn Quốc có gì sao giờ Hàn Quốc có gì sao giờ bạn cái nơi nào bạn đã thử đi du lịch ở Hàn Quốc? Rồi mình đi câu cuối đi. 제주도에서 뭐가 가장 인상 깊었냐고요? 깊었냐요? 제주도에서 뭐가 가장 인상 깊었냐요? Cái gì ở Jeju nổi tiếng nhất? Nổi tiếng không phải. Cái gì ở Jeju-do thì gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với bạn? Mình sẽ sửa lại cái câu ở trên tí nhá. Hàn Quốc kê giờ hèn hèn hè bôn có gì Hàn Quốc kê giờ hèn hè bôn
일본 거시 거시이냐고 해요. 그럼 뉴지 제주도에서 뭐가 가장 제주도에서 뭐가 가장 깊었어요? 깊었냐고 해요. 제주도에서 뭐가 가장 인상 깊었냐고 해요. 여기 제주도 네, 아무튼 맞냐? 뭐냐? 세상도 깍듯해요. 으린 까하다, 으린 까하다. 낭 lên rồi, trời lại ấm lên rồi, lại nóng rồi, mình mặc cái áo khoác dày quá, nóng quá rồi. Có nên làm gì đó hay không? 다음 보기에서 아이마 마춘 말은 코라 콜라 완성하시지요. lựa chọn những cái từ thích hợp trong bookie để mà hoàn thành bài. 책을 읽다, đọc sách. 경복궁을 구경시켜주다. 저 아이 đó đi tham quan cung Kiên Búc, chuyên hệ sở một order về đồ ăn, đặt món về đồ ăn ha. Hồi hàng ngày chẳng cần phải nhiều ổ tạ, trở về quê chốc lát. Chủ nhật này nên thư viện này sẽ khá sọ, check cái ilkin ka heo, ilkin ka heo. Chúng ta nhận ra quyền ca hạ tạ trẻ cây ê cây ca hệ ô ca hạ tạ xin lỗi chữ ca là viết liền vào đây và chữ hệ ô viết tắt ra trẻ cây ê cây ca hệ ô. Không biết là cuối tuần này, cuối tuần thì mình có nên lên thư viện để đọc sách hay không? Cho nhớ chuẩn bị học kỳ sư đó sao? Chú môn hè sao? Mọc cười ca hè ạ. Không biết là vì là gì tôi ghét chuẩn bị, không thích chuẩn bị bữa tối cho nên là không biết có nên là đặt về rồi ăn hay không? Thằng học tệ kế hoạch kịch sơ. Bạn có kế hoạch cho kỳ nghỉ chưa? Kế hoạch vào kỳ nghỉ chưa? Kiêng vô cùng cùng với cô kiêng si kia chui ta heo. Mình đang không biết là có nên đi tham quan cung Kiêng Búc không. Câu 4. 친구가 한국에 오면 어디 갈 거예요? Nếu mà bạn của bạn đến Hàn Quốc thì nếu mà 친구가 한국에 오면 nếu mà bạn của mình đến Hàn Quốc thì 어디 갈 거예요? Thì họ sẽ đi đâu? Thì bạn sẽ đi đâu mà? Ý là sao dắt người đó đi đâu hả? Câu này là sao? 친구가 한국에 오면 nếu bạn của bạn mà đến Hàn Quốc, nếu bạn mà đến Hàn Quốc, bạn bè mà đến Hàn Quốc thì sao? 어디 갈 거예요? Thì bạn sẽ đi đâu? Một người đến và một người đi. 고향에 잠깐 다녀 올 거예요. 언제 해요? 라사냐 고향에 không biết là mình có nên về quê hay không? 고향에 잠깐
Trần can tức là về xíu thôi á, về ở thời gian không có dài đâu. Thơm vô kìa rồi mà khi nói đến khổ lao bằng sơ hai phút chiều, chúng ta lại lựa chọn các từ phù hợp ở trong bảng vô kìa để hoàn thành câu này. MP3 rất hạ tạ Cá chi khá chú sức Dưỡng hoa đi bồ tà là xem phim, sa tà là mua, ủ chơi cô kia cà tạ đến bưu điện, tức tà là nghe. Sa tà là mua đúng không? Sành ca hiểu. Sành ca. Hề sơ hả? Ta lựa chọn điểm cái gì đây? MP3 rồi Hana Sành ca hề sơ. Thành ca hệ sơ à, mình đang phân vân là không biết có nên mua cái MP3 hay không. Bạn đi cùng với mình nhé. Khá chú khá chú sức sở. Ở khu ê bố phụ thật hay cơ ở đầu chiều cái gì đó. Xong rồi không có hiệu nhờ à. Không có hiệu nhờ à. Làm sao nhờ ở quê bộ chắc hay vào soi á, cái này không rõ lắm, câu này không rõ lắm mình chưa điền đâu. Câu 3 đi bên cho mà đây khá thích khá lấy á. Cùng đi với mình nhé, cùng đi với mình nhé, chắc là đi đến thư thư viện nhỉ. Kê khu kê à, cuối tuần thì thư viện bưu điện đâu mở cửa không. Dường hoa rơi với ta hè sợ tên ca hè sợ. Mình đang phân vân là cuối tuần này có nên đi xem phim, có nên xem phim không. Bạn đi cùng với mình nhé ha. Cindy, chúng ta sẽ đọc nó là Cindy gọi nha. Cindy học, Cindy học là tâm lý học. Cindy học cảm gì đây? Ở mình đang phân vân là có nên học cái môn tâm lý không. Bạn thấy sao? Từ rui ca heo hè sơ mình đang phân vân là con đi học muốn toàn đi học không. Bạn thấy thế nào? Vậy là ở quê u chê cô kê thành ca heo buổi chiều. Mình đang phân vân là có nên đi đến thư viện không. Bạn có gì để nhờ? Bạn không có gì để nhờ à? Tức là gửi gửi cùng lúc với mình luôn á. Rồi gắn nốt cái bài trong hát lên sức nha, để đỡ phải dây qua ngày hôm sau. Rồi chúng ta đọc cái câu trước nha. Vua sẽ thể hành kỳ mika. Vua sẽ thể hành kỳ mika. Đây là động văn viết về cái gì vậy? Giờ hẹn giọt xạ lịch sử của du lịch nè. Giờ hẹn nghe trồng dụ các cái chủng loại của du lịch, các cái loại du lịch nè, loại hình du lịch ha. Giờ hay nghe thắng tốt cách thức du lịch, giờ hay nghe ý nghĩa của du lịch. Y đế rồi khai bài lô khả trang cho tớ anh có sưng khổ sự chiều. Bạn hãy lựa chọn câu nào phù hợp nhất để đưa nó vào số 1. Số 1 trong vô rưỡi ở kỳ là có được thông tin chưa sự kênh suy hạ tạ suy hạ kỳ là gì ạ? Nghỉ ngơi. Chi sĩ cư khu hà là tìm kiếm tri thức. An toàn nơi giữ gìn sự an toàn. Giờ hẹn ơn sá đa mi ở tên khổ sư rô y trung hà du lịch có nghĩa là du lịch là câu nói có ý nghĩa là từ sinh thảo suy tả là có nghĩa là mang là câu nói, du lịch là câu nói có nghĩa là cái việc người nào
đi di chuyển từ nơi này di chuyển đến một nơi khác nha. Du lịch là câu nói mang ý nghĩa là người nào đó di chuyển đến một nơi nào. Genarenen, gen, gen, chúng ta sẽ đọc là gen nha. Gen. Genare. Genarenen. Chubione là phân ilovito cho sinh nên chỉ khi khi vì hè giờ hè lên từ nào cho cô hành ra ngày xưa chú kia nè xung quanh là phân ilovito từ những cái việc xấu xung quanh nha cho sinh nên chỉ khi khi vì hè để mà bảo toàn bản thân hoặc là giữ gìn bản thân. Kiểu như ngày xưa là hai chiến tranh chẳng hạn á, người ta di chuyển vùng này sang vùng khác để mà bảo toàn tính mạng chẳng hạn. Giờ hai người ta nói ta khô hẳn gì ta. Ngày xưa thì người ta gọi là gì ạ? Đi du lịch để mà bảo vệ bản thân, thì khi ta có nghĩa là giữ gìn hoặc bảo vệ giữ gìn bản thân, bảo vệ bản thân vì hoặc là do Urobuto, mình dùng từ là vì sao đi, không thể nào dịch là vì được là từ được không, vì những cái việc xấu xung quanh, vì những cái việc xấu xung quanh, những cái tác động xấu xung quanh người ta phải dịch chuyển ha. Corona hiện tại indirin, hiện tại indirin những người hiện đại, nhưng mà những người hiện đại á thì sao, đến sang thế hòa đi sinh scandal of she đỡ mô nà quá là ha. Và từ khi đề mình nè, trang trí gì? Vì hệ sơ, giờ hẹn người từ năm mình ra. Mình nghĩ là câu B, câu B, nhưng mà từ từ đã. Nhưng mà người hiện đại thì sao ạ? Vì là gì ạ? Vì là cái cuộc sống nhân sinh, thì sang sáng hoài, cái cuộc sống sinh hoạt, cuộc sống nhân sinh thì sao ạ? Cuộc sống thường ngày đến sang sinh hoạt cuộc sống thường ngày đúng không? Cuộc sống thường ngày thì bị bận đến mức mà người ta không có cả thời gian để nghỉ ngơi, nên là gì ạ? Người ta muốn đi du lịch để mà nghỉ ngơi trong chốc lát. Chưa xịt cơn truy hạ tập. Ok, như vậy là xong được một bài. Nó thật là lâu rồi mình không có dậy sớm á các bạn. Đấy, 2 tuần vừa rồi, 1 tuần là đi tiêm vaccine về, xong rồi kiểu như cái hiệu ứng phụ á nó hơi mệt. Rồi thứ hai là mặc dù là mũi đầu tiên của Vero là mình không bị sao hết, nhưng mà mình nghĩ là có thể là tiêm vaccine xong mình không kiêng, mình ăn trứng, tại vì về cái là mình mua bữa sáng có món trứng luôn, mà mình nghe bảo là như ăn tiêm xong thì không có được ăn trứng, thế là mình bị nhức cái tay nguyên một tuần, nhức cái mũi tiêm, cái chỗ tiêm nguyên một tuần. Sau đó thì hai cái thấy thương nó cứ đau đầu suốt thôi nhưng mà tuần luôn á, cho nên là nguyên một tuần đau đầu, lấy lý do đau đầu nhưng mà ngủ dậy trễ. Rồi đến tuần thứ hai thì như tuần vừa rồi là ôn thi cho các lớp tiểu học tiếng Anh, cho các lớp tiểu học nguyên một tuần ôn thi mệt rã ra, ngày nào ôn đề cứ thành ra là mệt, lại ngủ dậy trễ. Hôm qua mới là kết thúc, ôn thi cho các lớp thì hôm nay bắt đầu lập lại trật tự. 다음을 읽고 질문에 답하십시오. Hãy đọc đoạn đằng sau rồi sau đó trả lời câu hỏi. Đọc câu hỏi trước trả lời rồi đọc đoạn đằng sau. 일에 들어갈 말로 알맞춘 것은 고르십시오. Các bạn hãy lựa chọn câu nào phù hợp nhất để đưa nó vào số 1. 그러나, tuy nhiên, 그러면, nếu vậy thì, 그리고, và rồi thì, 그런데, thế nhưng. Câu 2. 여행사가 하는 일이 아닌 것은 고르십시오. Bạn hãy lựa chọn cái nào mà không phải là việc mà các công ty du lịch làm. 항공권은 예약해 줍니다. Đặt vé máy bay cho nè. 숙박 시설은 소개해 줍니다. Giới thiệu và cái nơi ăn ở, nơi ăn trốn ở. 새 여행상 품은 제공해 줍니다. Cung cấp cho cái gói sản phẩm du lịch mới. 여행하는 사람의 안전을 지켜줍니다. 여행하는 사람의
cái sự an toàn của người đi du lịch, đảm bảo an toàn của người đi du lịch, hoặc là gì ạ, bảo vệ hoặc là giữ gìn cái sự an toàn của cái người đi du lịch. Rồi mình xem nào. Giờ hẹn sai thả trang chung yêu hành ông bố đình giờ hẹn trang sổ xúc bác tâm xích giờ thông thiên tình nghe giờ hẹn yên trang ấy kế về thả cô chuẩn bị hè chú nên ý định đặt cái nhiệm vụ quan trọng nhất của một công ty du lịch đó là gì ạ? Là cái việc mà chuẩn bị cho và lên kế hoạch du lịch, như là chuẩn bị cho phải lên kế hoạch trước là mình phải chuẩn bị cho là lên kế hoạch du lịch rồi chuẩn bị về những cái việc như là giới hạn tham số là nơi đi du lịch này, xuất phát chỗ ở này, âm thực là món ăn này, cho thông thường là các cái phương tiện giao thông. Cái gì đó giờ hẹn sang phố mây khi ta đã cô giờ hẹn chỉ rồi anh ấy hắn ý đồ hành đạt và mình chọn câu này và họ cũng làm gì ạ, cũng làm luôn cả cái việc là gì, phát triển cái sản phẩm du lịch và giới thiệu luôn cả các cái địa điểm du lịch, đúng không, giới thiệu luôn cả địa điểm du lịch. Rồi vua bồ tát chúng vô hàn ý lên giờ hẹn kê trên pháp cổ chân hàng giờ hẹn người vì hẹn nội địa hàn ý lên ý lên ta việc quan trọng hơn cả, cái việc mà quan trọng hơn cả là việc mà gì ạ, nỗ lực để nỗ lực vì do hàng ưng vì hè nỗ lực cho nỗ lực vì là việc mà nỗ lực vì một cái chuyến du lịch làm sao ạ, vui vẻ và thuận tiện cho khách du lịch. Đáng lẽ dịch là gì, khách du lịch, nhưng mà mình dịch là gì, vì một chuyến du lịch vui vẻ và thuận tiện của khách hàng, của khách du lịch. Mình dịch lại nha, cái việc quan trọng hơn cả là việc mà nỗ lực vì một chuyến du lịch vui vẻ và thuận tiện của khách du lịch. Đọc qua là thấy được đáp án của câu số 2 rồi. Ở công ty du lịch thì ta không đặt vé máy bay, không đặt vé máy bay cho khách, người ta chỉ lo gói sản phẩm, nơi ăn chỗ ở và sự an toàn của khách đi du lịch thôi, đúng không? Nhanh không? Đọc như mình, làm bài như mình, nhanh, nhanh rồi là nhanh luôn. Câu 1 này. 이래 들어간 말로 알맞춘 것을 고르십시오. Bạn hãy lựa chọn câu phù hợp để đưa vào câu số 1 nhé. 제주도에 간다고 했어요. 이 ta nói rằng là sẽ đi đến Jeju-do. Jeju-do에 한번 가볼까 해요. Có nên đi du lịch một lần đến đảo Jeju không? 제주도 여행을 추천했다고 해요. Người ta nói rằng là đã đề cử du lịch đến Jeju-do. Jeju-do 여행은 힘들지 않을까요? 않을까요? Cái chuyến du lịch đến Jeju-do không vất vả chứ? 이에 들어갈 말로 알맞지 않는 것은 고르십시오. Cái câu nào là cái câu mà không có đúng để mà đưa vào câu số 2. 휴가철 là mùa nghỉ lễ. 휴가철 mùa người ta đi nghỉ, mùa nghỉ lễ. 성수기 là mùa đông khách. 여행철 mùa du lịch. 비수기 là mùa vắng khách. Rồi. 두 사람의 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. Các bạn hãy lựa chọn cái nào mà giống với nội dung của hội thoại của hai người này. 유진 씨는 제주도 여행에 관심이 없습니다. Bạn Yuchin thì không có quan tâm gì về du lịch Jeju-do. 유진 씨는 3학 동안
공부를 할 생각입니다. 유진 định là sẽ học suốt kỳ nghỉ. Trời ơi, đúng là thiên thần. Hương xin 어머니와 여행을 가기로 했습니다. Bạn Hương đã quyết định đi du lịch cùng với mẹ. Hương xin 유진 씨에게 비행기표를 선물했습니다. Bạn Hương đã tặng phiếu máy bay, vé máy bay cho bạn Yuchin. Trời ơi, sao nghe đoạn này Hương có như thiên thần lắm nhỉ. Rồi, Yuna thì đợi ở nhà học, Hương thì tặng vé máy bay cho Yuna, à Yuchin chứ. Rồi, chúng ta cùng xem cái nào đúng nha. Yuchin 씨, Yuchin 씨, 이번 방학에 계획이 있어요? Yuchin này, à, lần này bạn có kế hoạch gì chưa? 아니요. 특별한 계획은 없고 외국어를 좀 배운다 해요. Không, mình không có kế hoạch gì hết. Mình đang phân vân là có nên học thêm một chút ngoại ngữ không. À, 그렇군요. 아, 그렇군요. À, ra là vậy. 공부 시작하기 전에 저랑 여행을 다녀오는 건 어때요? Trước khi học thì bạn đi du lịch với mình xem sao. Được không nhỉ? Học dịch như thế được không? Trước khi mà bạn đi du lịch thì bạn đi du lịch à, trước khi mà học á thì bạn đi du lịch với mình à, thì thế nào? Thì bạn thấy thế nào? À, giờ hay nhiều đi du lịch hả? 어디로 갈 생각이에요? Bạn định là sẽ đi đâu vậy? Bạn định là sẽ đi đâu vậy? Thì câu 1 nè. Jeju-do에 간다고 했어요. Tương lai thì chúng ta sẽ không dùng câu A. Câu B, à, mình đang phân vân là có nên đi du lịch Jeju không? Thì ta đã đề cử, mình đã đề cử là chuyến du lịch là đi du lịch Jeju. Tương lai có thể dùng quá khứ được. Đi du lịch, chuyến du lịch Jeju-do sẽ không vất vả chứ? Nhà không hợp lý lắm nha. Câu B nhé. Câu B, mình đang phân vân là có nên đi du lịch Jeju một lần hay không, đến đảo Jeju một lần hay không. Câu 2, 여름 방학은 gì đó. 이라서 항공권이 비싸다고 들었어요. Mình nghe nói vào mùa hè, kỳ nghỉ mùa hè là kỳ nghỉ mà đông khách. Xong sau kỳ mùa du lịch, à, bây giờ chúng ta phân vân ở chỗ gì ạ? Phân vân gì nhờ, xem lại kỹ cái đề kìa. Nó là câu, chọn câu sai. Chọn câu sai, hưu cao trời là mùa người ta đi nghỉ ngơi, mùa người ta đi chơi, đi du lịch, đúng rồi. Xong sau kỳ là mùa đông khách, đúng rồi. Giờ hèn trời là mùa du lịch, đúng rồi. Vậy thì câu sai là câu đen thôi. Mùa buổi bán khách nha. Ba câu kia đưa vào đều được đúng không? Vì mùa này là mùa du lịch mà. Kỳ nghỉ hè là mùa du lịch cho nên là nghe nói là vé máy bay mắc lắm á. 10월 어머니가 생일 선물로 제주도 왕복 항공권을 주었어요. Thực ra thì thực ra là mẹ tôi đã tặng tôi cái vé du lịch quang bốc là gì, khứ hồi, cái vé máy bay khứ hồi đến đảo Jeju làm quà sinh nhật. Wow, 정말요? 어이 같아. 형수는 참촌이 좋겠어요. Chắc là Hương thích lắm đúng không? Đâu phải câu hỏi. Chắc là Hương thích lắm nhỉ? Tưởng câu hỏi thì đặt là thích lắm không, thích lắm nhỉ? Thích lắm nhỉ là ổn nhất nhỉ? 참 좋겠어요. Chắc là Hương thích lắm. Rồi, câu 3 nè. Câu nào giống với lại nội dung của đoạn này? Yuchin thì không quan tâm đến du lịch. Yuchin sẽ học trong thời gian kỳ nghỉ. Hương thì gì? Đi du lịch cùng mẹ sai nè. Hương thì sao ạ?
Hương tặng cho bạn du sinh cái vé đi du lịch hả? Cái vé máy bay không phải nha, câu C câu D sai. Câu A thì thật ra bạn du sinh vẫn có quan tâm đến cái du lịch đúng không? Câu B bạn Hương định định là sẽ du lịch, xin lỗi, định là sẽ học trong thời gian của kỳ nghỉ đúng không? Rồi chúng ta sang câu 4, bài 4 nha. Ôi dài thế. Chúng ta đặt câu hỏi trước nha. Bài này nó đã 1 tiếng 25 phút rồi. Rồi cố gắng lên, làm nốt đi cho xong bài. Câu 1. Mua xe tè hàng khoảng cô in mica. Mua xe tè hàng khoảng cô in mica. Thực ra đến giờ là đói bụng rồi các bạn. Tại vì dậy từ lúc 4 giờ 55, 4 giờ 55 sáng, 4 giờ 55 sáng xong rồi để đồng hồ dì nhèo đến 20 phút nữa là khoảng 5 giờ 5 bắt đầu mình mới ngóc đầu dậy được. Thì đến giờ là 8 giờ đúng rồi, đói lắm rồi. Đói. Lúc nãy là cái đoạn mà không không tập trung là mình buồn ngủ. Xong rồi đến đoạn này bắt đầu đói. Lâu rồi không thức dậy sớm nên cái hệ quả của nó là vậy đó các bạn. Qua xe tè hàn, khoảng cô in cả. Đây là quảng cáo về cái gì vậy? Giờ hẹn xa hôm thay chị. Đó là trang chủ của công ty du lịch. Giờ hẹn xa, giờ hẹn xa phương khổ đức kỳ. Lựa chọn cái gói sản phẩm du lịch. Giờ hẹn hàn phủ khuyên sư kỳ. Là cái đoạn viết mà sau khi mà đã đi du lịch. Giống như review nè. Giờ hẹn đi thơ đẹp thẳng hợp. Cách mà để cho các bạn tiết kiệm chi phí du lịch. Ire, quên, iri, ini hanen nare, i kul leso, cho sư sư ý nghĩa của cái số 1, bạn hãy tìm và thử viết vào cái câu đó, tìm cái câu đó rồi viết thành cái dòng ở đây. Câu 3. Thêm tiếp là chắc là sang hết bài rồi đúng không? Ok, xong. Bài số 3 là xong. Y khoảng cô e nè qua thả rừng khó xuyên khó rừng sử dụng. Hãy tìm cái lựa chọn câu nào mà khác với nội dung của đoạn quảng cáo này. Giới về cho hà nên event thuyền ra. Đây là event, là sự kiện của được tổ chức tại công ty du lịch. Bộ tư giới nè, giới với lại nè thì chúng ta đọc là giới lê. Dân lên miệng ấy cái sản phẩm mới trình ra. Người ta làm cho làm cái gói du lịch cho khoảng tất cả là dân lê là 14 người, 14 người. Về cuộc kỳ nghỉ du cư nào tham gia hai sự kiện này ra. Người nước ngoài thì bất cứ ai cũng có thể tham gia được. Sẽ hành nội dung trên internet homepage chi số ai sẽ xin ra. Nội dung chi tiết thì các bạn có thể biết được ở trên cái trang chủ ở trên internet. Rồi đọc cái đoạn này nha, nghe qua là biết nó là quảng cáo rồi đó. Annyeonghaseyo. Hanbok Yeohaengsa입니다. Xin chào các bạn. Đây chúng tôi là công ty du lịch hạnh phúc. Hanbok Yeohaengsa가 한국에 사는 외국인들을 위해 특별한 chúng ta đọc là특별한 cũng được mà특별한 cũng được. 특별한 이벤트를 마련했습니다. Công ty du lịch hạnh phúc chúng tôi đã chuẩn bị một cái sự kiện đặc biệt dành cho những người nước ngoài sống ở Hàn Quốc. 여행의 추억을 오래 기억하고 상품도 받을 수 있는 여행 후기 이벤트입니다. Đây là cái sự kiện gọi là Yeohaeng Hoki, là hậu kỳ du lịch, hậu kỳ du lịch. Có thể nhớ lại, nhớ lâu được những cái ký ức về du lịch và có thể nhận được những sản phẩm, nhận được cả sản phẩm mà. Và ký ức hay là nhớ này, nhớ lâu về những ký ức về du lịch.
Tức là kể lại chuyến đi hay gì? 외국인 여러분들이 직접 한국의 여행지에서 본 것, 들은 것, 느낀 것을 쓴 글을 사진과 함께 보내주시면 됩니다. Các bạn người nước ngoài thì sao ạ? Có thể trực tiếp gửi cho chúng tôi cái gì ạ? Gửi cho chúng tôi những cái gì cùng với ảnh này, gửi cho chúng tôi về những điều bạn nhìn thấy, những điều bạn nghe thấy, những điều bạn cảm thấy mà bạn viết ra thành một đoạn văn, gửi cho chúng tôi về một cái đoạn văn, về một cái đoạn viết về những điều mà các bạn nhìn thấy, những điều các bạn nghe thấy, những điều mà các bạn cảm thấy ở trong cái chuyến du lịch về Hàn Quốc, và kèm theo một tấm ảnh. Tấm ảnh người ta rất là khéo đúng không? Người ta muốn người kia sử dụng sản phẩm của Hàn Quốc trước, du lịch Hàn Quốc trước, sau đó rồi bắt đầu mới đưa ra cảm nhận. Thì có phải là nếu những người mà người ta gọi là gì nhỉ, người ta sống hướng ngoại, người ta sẽ thích gọi là gì nhỉ, chia sẻ nhiều, thì người ta sẽ rất là thích thú với cái việc này đúng không? Những người mà hướng ngoại. Rồi, 여러분의 많은 참여를 바랍니다. Chúng tôi mong đợi sự tham dự nhiều của các bạn, sự tham dự đông đảo của các bạn thì đúng hơn. Giờ hẹn khu kỳ tên sự kiện hậu kỳ du lịch. Khi cần thời gian là ngày đó. Tham gia bằng bộ là gì ạ? Cách thức tham gia. Hàn Quốc hẹn giờ hẹn hàm nhận sau. Bộ kinh trong sự kiện. Đó là gì ạ? Viết ra những cái điều mà bạn cảm nhận và bạn thấy, bạn vừa đi du lịch Hàn Quốc rồi bạn viết ra những cái điều mà bạn thấy và bạn cảm nhận. Hanbok giờ hẹn sao hôm thay thì khi hẹn muộn thế khi pha mê cười xa xin thế in giờ lạc cho bởi lý bạn hãy đăng lên Oliki là post lên, đăng lên cái trang, cái Kesiban là cái tường á, giống như là cái tường ở trường thì chúng ta sẽ nói là báo tường đi ha. Kesiban là cái bảng tin ở trang chủ của công ty du lịch Hạnh Phúc, cái khu vực là Kihangmun cái gì? Rồi chứ ai biết? Kihangmun. Bài ký hành bài nhật ký du lịch khi hè mùa là nhật ký du lịch nha. Rồi bạn hãy đăng lên cái bản tin trên trang chủ của công ty du lịch Hạnh Phúc ở cái mục là khi hè mùa nhật ký du lịch về đoạn văn nè, hình ảnh nè, rồi địa chỉ liên lạc cá nhân. Tham gia cho kiếp tư cách tham gia Hàn Quốc có chú về cuộc kinh những người nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc sang phùng sản phẩm là gì in từng hàn nhận phía chú rô y bác sam in phê kỳ trị quang bộ hàng công nhố hotel xúc bác phố hàng giải nhất một người là gì ạ? Gói du lịch 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju Do, ở đảo Jeju đó ha. Bao gồm gì ạ? Vé chi phí máy bay khứ hồi này, rồi khách sạn, chỗ ở khách sạn này, y từng sang nhận hai hai đại hai là 3 người ha. Thì chi thuê camera thì sẽ được tặng một cái camera kỹ thuật số. Phan từng giải nhận MP3 giải 3 gồm được 10 người đã được máy nghe nhạc MP3 bán theo
Đoạn Pyo, ngày công bố giải á, Đoạn Pyo là ở trên trang chủ ngày 10 tháng 12 năm 2012. Sách này nó từ cái thời của năm 2012 đến giờ đó các bạn. Bây giờ là bao nhiêu rồi? 2021 rồi. Các bạn biết sách này nó lâu đời đến mức nào rồi? Từ hồi cô học cơ mà. Từ hồi cô học đến giờ cho nên là sách này nó cũng sẽ có lỗi đúng không? Nhưng mà quan trọng là gì? Nhờ có sách này mà mới có cô đúng không? Không mình nói quá vậy thôi chứ không có sách này thì giáo viên lại chọn sách khác cho học sinh ngày xưa, sinh viên ngày xưa học chứ. Nói quá thế thôi cho nên các bạn đừng chê trách sách này là sách lậu hay gì nhá. Ngày xưa có nhiều người nói những sách này sách lậu sách đồ, còn có cái tin gì đưa lên tivi nữa bậy thật. Thật ra là chúng ta đi photo lậu thì có chứ sách không có, mấy sách này không có lậu nha. Chỉ có những người mà thì gì, người ta nhập sách về người ta bán đại trà đó thì gọi là sách lậu, trốn cứ hàng trốn thuế thì gọi là hàng lậu các bạn nhé. Rồi, chả cha nếu như mình không thấy thì sao tuần sư sinh ra. Nội dung chi tiết các bạn có thể xem được ở trang chủ. Rồi, ok. Vua sẽ để hành khoảng cô nhịp cơ. Giờ hẹn sao không thấy thì không phải. Giờ hẹn sao thắng phun khổ đức kỳ. Giờ hẹn hành hưu khởi sư kỳ. Đáp án C. Đọc qua rồi thì lựa chọn đáp án rất là nhanh nha. Để xem nào, chúng ta xem và tìm ra cái câu có ý nghĩa ở câu số 1 để mà chúng ta viết ra. Cái câu số 1 đâu? Han kuke yo hen chi e so bun got thurun got nu kin kosun sun kri. Câu này xin là sao trời? Mình chưa có ý nghĩa gì về câu này luôn á. Han kuke yo hen chi e so bun got thurun got nu kin kosun sun kri. Cái đoạn văn nha. Cái đoạn văn được viết về những điều mà bạn nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy ở các cái điểm du lịch của Hàn Quốc. Câu này thì làm sao trời? Tìm ra cái câu mà mang ý nghĩa của câu 1 và viết ra. Từ từ để làm câu 3 trước đi. Y khoảng cô e để dùng qua thả rừng khó sinh khổ rưu trích chiyo. Lựa chọn câu sai nha. Giới xe cho hắn những ý tên chú ý ta. Đúng. Một từ giới lê miệng ế kê sáng phương minh chú ý ta. Đúng là 13, 14, 14. Người ta sẽ tặng sản phẩm, tặng quà đó cho 14 người đúng không? 13, 4, đúng, 14 người. Một giải nhất, ba giải ba và 10 giải ba giải hai và 10 giải ba. Bất cứ ai là người gì gặp người 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 nước ngoài thì bất cứ ai cũng có thể tham gia. Câu này có vẻ thiếu này. Người nước ngoài sống ở Hàn Quốc thôi, người nước ngoài sống ở Hàn Quốc mới được tham gia thôi. Câu 4 nội dung chi tiết thì có thể biết được ở trên trang chủ trên internet đúng không? Câu C bị thiếu nha, người nước ngoài nhưng mà phải sống ở Hàn Quốc mới được tham gia. Rồi câu 3 bây giờ nghĩ sao đây? Không nghĩ ra được đáp án luôn á. Câu 3 triệu đó. Viết về cảm nhận. Tạm thời là kiểu như là bị đói cho nên là máu nó không dồn lên não được á, nên là nó bị bí từ các bạn. Y gì đó ý như hai nên là rồi. Sưng thì cho sư sử. Bài cảm nhận, viết về bài cảm nhận, bài cảm nhận để xem này. Bài cảm nhận hay bài cảm tưởng lúc nãy có cái từ gì, bài cảm nhận review đấy nè, đấy đấy. Su ho e tae han kham sang pyeong. Kham sang pyeong, kham sang pyeong là một từ này. Kham sang pyeong là review á, bài cảm nhận, bài review. Rồi còn từ nào nữa không? Cảm nhận cái như bài hát này.
bài cảm nhận không gian thiền. Ok, rồi vậy là dùng cái từ này đi nhé. This is a review này, bài cảm nhận. Rồi khám sang thiền, như vậy thì mình sẽ để nó là gì ạ? Hay là bài cảm nhận về các địa điểm du lịch của Hàn Quốc. Hàn Quốc do Hàn chị e để Hàn khám sang thiền. Khám sang thiền vậy thôi. Bài cảm nhận này, bài review về địa điểm du lịch của Hàn Quốc. Hàn Quốc kể địa điểm du lịch của Hàn Quốc. Rồi xong. Chốt bí là phải bí từ là phải tìm Naver cứu trợ liền. Rồi cảm ơn các bạn nha, mình đã xong bài rồi, mình đi ăn sáng đây, đói bụng quá.